Đã bao giờ bạn kiếm được 1 tỷ chưa? Kiếm được rồi. Năm ngoái năm kia qua Covid một tí, xong đến thời điểm này là mất 1 tỷ luôn. Đâu, mất 1 tỷ 2. Ok, giới thiệu với mọi người, đây là bạn. Xin chào mọi người, mình là Dũng, mình làm thiết kế công ty M2 Studio. Bạn có làm thêm một cái ngành gì khác không? Mình buôn đủ các loại thứ. Về ngành gì? Nhà hàng, khách sạn. Mình có làm homestay. Doanh nhân homestay. Đúng rồi. Tự set up, tự thiết kế. Đúng. Thiết kế và đến thi công luôn. Hoàn đúng rồi. Còn bây giờ vận hành thì mất nhiều thời gian. Mất nhiều thời gian. Thời gian chơi là chính. Thời điểm này thì chỉ có ngồi chơi thôi. Mùa đông lạnh lắm. Nên là không có khách. Đấy phải đặc điểm của homestay tại Hạ Long phải không? Mình nghĩ là của mình thôi. Đến Hạ Long chơi thì có thể tham khảo đúng không? Ủng hộ mình. Cho mình hỏi với lại cái về tài chính cá nhân đi. Là thu nhập trung bình của bạn trong một tháng rơi tầm bao nhiêu? Nó cũng vô vàn lắm. Bởi vì mình có nhiều nguồn thu nhập mà. Thì hiện tại thì đang đói. Cái tháng mà cao điểm nhất ý, thì là được khoảng bao nhiêu? 10-20 triệu. Đấy, cao điểm nhất đấy. Bạn có thể nói rõ hơn về cái công việc ở tại M2 Studio. Mình chuyên thiết kế thi công các dự án nhà ở, homestay, khách sạn có cải tạo. Năm ngoài có chia sẻ thi công rất là nhiều và cải tạo nhiều cái phòng cưới. Đúng rồi, phòng cưới khá là nhiều. Nó khoảng tầm chi phí bao nhiêu cho một công trình? Khoảng 50 triệu một phòng đơn giản. Phòng phức tạp thì nó vô vàn. Cái giá trị đơn hàng cao nhất là bạn đã từng thi công là bao nhiêu? 2 tỷ. Thị trường chủ yếu mà mình làm việc là ở đâu? Thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên. Cái vận hành về homestay? Thực ra mình chém gió thế thôi, nhưng mà đấy là do vợ mình vận hành. À thế tốt rồi. Đã bao giờ bạn kiếm được 1 tỷ chưa? Kiếm được rồi. Năm ngoái năm kia qua Covid một tí, thời điểm là sốt đất. Làm cách nào bạn kiếm được 1 tỷ? Mình vay ngân hàng để mình mua đất. Xong đến thời điểm này là mất 1 tỷ luôn. Đâu, mất 1 tỷ 2. Vay ngân hàng 1 tỷ, mua đất. Cuối cùng là mất 1 tỷ 2 cả trả nợ. Giờ bạn đặt cái mục tiêu và kế hoạch đến bao giờ mình sẽ kiếm được lại 1 tỷ đấy không? Tiêu của mình là lấy lại được 1 cái tỷ 2 đấy trong vòng năm tới đi, tiêu ngắn hạn. Mục tiêu dài hạn hơn thì sao? Chắn nó phải nhiều tiền hơn rồi. Giờ giả dụ là mình trả xong cái 1 tỷ đấy, kiếm được tiếp 1 tỷ tiếp theo. Vậy thì bạn sẽ làm việc gì khi mà mình đã kiếm được lại 1 tỷ? Khi mà mình có 1 tỷ đúng không? Đúng rồi. Mình sẽ lại làm thêm một cái homestay nữa. Wow, đam mê vận hành về du lịch chứ anh em. Mình chưa gì mình đã thấy thích ở cái homestay của ông này, tại vì ông ấy rất là đam mê và ông ấy có khả năng về thiết kế nữa. Nên là mình tin là về cái không gian nó sẽ rất là ấn tượng. Và cảm ơn Dũng đã tham gia buổi talk vui vẻ này. Và anh em đến Hạ Long cần tham khảo homestay có thể tham khảo của Dũng. Mình sẽ lấy link homestay đấy mình để ở dưới comment cho mọi người cùng tham khảo nhá. Ủng hộ mình nhá.